Xin kính chào các bạn khán giả của Tagai Channel. Đố anh em biết nhân vật mà chúng ta đang nhắc đến ở đây là ai? Mắt anh sáng, dáng anh hiền, áo vuông túi hộp, tóc liền vuốt sau. Hằng ngày thấy anh ít cãi nhau, anh phang luôn tên lửa nên chẳng ai dám làu bào. Chuẩn đét luôn. Còn ai trông khoai đất này ngoài nhà lãnh đạo bí ẩn số 1 thế giới? Ông Kim Jong-un. Nhắc đến cái tên này, chắc hẳn là trong đầu nhiều người đã hiện lên hình ảnh của một đất nước Triều Tiên với phương châm: Điều 1, Tổng thống Kim Jong-un luôn đúng. Điều 2, nếu mà Tổng thống sai, vui lòng xem lại điều 1. Có phải vậy không nào? Thậm chí là nhìn cái cách người dân Triều Tiên tung hô, vỗ tay chúc mừng, thậm chí là rơi nước mắt trước sự xuất hiện của người đàn ông họ Kim, nhiều người còn cứ ngơ ngỡ. Chẳng có lẽ là họ đã bị tẩy não rồi sao? Nếu mà đó cũng là thắc mắc của bạn thì đừng rời mắt khỏi màn hình và cùng người ta cả tìm hiểu những điều quái lạ mà ông Kim Jong-un đã làm với dân tộc của mình. Liệu học sinh Triều Tiên có bị tẩy não ngay từ nhỏ hay không? Đầu tiên thì đó chính là học sinh Triều Tiên và tư tưởng học tập tấm gương của ông Kim Jong-un. Các bạn có thấy gì đây không? Kiểu tóc chất chơi thịnh hành nhất của đàn ông Triều Tiên đấy. Sở dĩ mà nó trở nên trendy như vậy chính là nhờ sự lăng xê của một người nổi tiếng và uy quyền như là ông Kim Jong-un. Không chỉ là kiểu tóc, mọi thứ liên quan đến vị tổng thống họ Kim cũng đều được dân tình háo hức học hỏi theo, nhất là những em học sinh còn đang may mông quần trên ghế nhà trường. Đúng vậy, ở tất cả trường học của Triều Tiên thì việc học tập và làm theo tấm gương của chủ tịch Kim Jong-un luôn được đặt lên hàng đầu. Điển hình là việc trong môn học lịch sử của Triều Tiên, ông Kim Jong-un và thậm chí là cả gia phả của ông đã gần như chiếm sóng hoàn toàn cuốn sách mất rồi. Theo đó thì mỗi em học sinh Triều Tiên phải dành ra hơn 81 giờ, tương đương là khoảng 108 tiết học, để có thể thấm nhuần hết những thông tin cũng như diễn biến với cuộc đời của ông Kim Jong-un. Thậm chí là ngay cả những sinh viên đại học cũng không chịu đứng ngoài cuộc chơi, khi mà phải dành ra đến 160 giờ học về bố của ông Kim Jong-un. Thế nhưng mà nhiều đó thì vẫn chưa phải là những gì bất ngờ nhất. Bởi theo nhiều thông tin thì những tài liệu lịch sử này của Triều Tiên đang truyền tải những thông tin cực kỳ là ảo ma là giả đà. Đơn cử như là chuyện ông Kim Jong-un 3 tuổi đã biết lái xe, 9 tuổi đã đua thuyền cùng giám đốc điều hành một công ty du thuyền nước ngoài rồi chiến thắng một cách ngoạn mục. Không chỉ vậy, Tổng thống họ Kim còn sở hữu khả năng hội họa đỉnh cao, thậm chí là khả năng sáng tác nhạc xuất chúng y như là những thiên tài âm nhạc nổi danh trên thế giới. Bạn không tin ư? Cơ mà điều đó thì cũng không quá quan trọng đâu. Bởi vì chỉ cần các em học sinh, các sinh viên đại học cũng như tất cả người dân Triều Tiên đều tin sái cổ điều này là được rồi. Nhưng mà chỉ truyền đạt tư tưởng đạo đức qua sách vở thôi thì vẫn là chưa đủ. Nói không ngoa khi tất tần tật mọi thứ liên quan đến nhà lãnh đạo hàng đầu Triều Tiên đều len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống người dân nơi đây. Ví như ngoài chuyện các nam sinh thi nhau để tóc giống vị lãnh tụ, thì các nữ sinh cũng đua nhau cắt theo kiểu tóc bộp. Đơn giản chỉ vì Kim Jong-un đã từng gật gù mà bảo: kiểu này đẹp đây này. Ngoài ông Kim, nếu một lần được rảo bước trong khuôn viên các trường học của Triều Tiên, chắc chắn bạn sẽ tự hỏi: liệu là có phải chúng ta đang đi nhầm đến triển lãm ảnh Kim Jong-un và những người bạn hay không? Bởi lẽ từ lớp học ra ngoài sân trường, đầu đầu cũng toàn là hình ảnh của những cán bộ cấp cao Triều Tiên. Thậm chí là tất cả các bài kiểm tra trên lớp, hệ cứ đề cập tới tên bất kỳ vị lãnh đạo nào là học sinh phải ra sức viết thật là to, thật là đậm, thật nổi bật để thể hiện được lòng kính trọng của mình. Đáng nói là ngay cả khi ngôi trường có bị bốc cháy đi chăng nữa, thì việc đầu tiên những em học sinh Triều Tiên phải làm không phải là bỏ chạy thoát thân, mà là phải ra sức bảo vệ tranh ảnh của các vị lãnh đạo treo trên tường. Kể cả là có bị thương hay bỏ mạng thì họ cũng phải giải cứu những tấm ảnh thiêng liêng. Nếu không làm thì sẽ bị trừng phạt, thậm chí là xử tử trong những trường hợp xấu nhất. Ôi chúa ơi, chuyện quái gì đang xảy ra đây vậy? Các bạn có suy nghĩ gì về trường học ở Triều Tiên? Hãy nhanh tay comment suy nghĩ của mình xuống bên dưới nhé. Có làm thì mới có ăn, đang đi học mà vẫn phải bốc vác nặng nhọc thì cũng là cái chuyện quá bình thường. Nếu như mà tại Việt Nam, học sinh khi trực nhật cùng lắm cũng chỉ lau cái bảng, quét cái nhà mà đã kêu oai oái rồi, thì tại Triều Tiên, mọi thứ thực sự ở quá tầm hiểu biết của chúng ta rất là nhiều. Trời ơi, tin được không? Khi chỉ mới lên 5 tuổi là các em nhỏ đây đã phải lao động theo quy định của nhà trường. Theo đó, học sinh phải lao động công ích ít nhất 2 lần và kéo dài 1 tuần trong cả tháng. Thường thì các em sẽ di chuyển bằng xe buýt tới các địa điểm như nông trại hoặc là công trường để mà làm việc. Đáng nói là nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng
cho thấy trẻ em phải lao động dưới thời tiết nắng chói chang. Các công việc nặng nhọc như vác đá hay sửa chữa đường dây tàu cũng do học sinh đảm nhận. Tuy nhiên là chuyện quốc gia này có áp bức trẻ nhỏ lao động hay không thì vẫn còn là một bí ẩn. Bởi vì không nói thì ai cũng biết, Triều Tiên xưa nay vốn nổi tiếng là quốc gia kín như hũ nút mà. Lòng trung thành với Tổ quốc phải được đặt lên hàng đầu. Đúng vậy, tại đất nước của ông Kim Jong-un, lòng trung thành với Tổ quốc luôn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Vậy nên trong tất cả trường học, toàn bộ giáo viên và học sinh đều phải tuân theo một quy tắc. Đó là nếu như nghi ngờ một người bạn hoặc đồng nghiệp không trung thành với đất nước, phải báo cáo điều đó ngay lập tức. Chẳng cần phải là tội lỗi to lớn gì đâu. Ví dụ như phát hiện bạn bè mình xem phim Hàn Quốc hay nghe nhạc K-pop chẳng hạn. Nhiều đó là đã quá đủ để phải tố cáo ngay và luôn rồi. Thế mới thấy là tính ra Việt Nam vẫn còn sướng chán. Gì, cái gì cũng thấy các ông xem được. Đã thế lại còn thi nhau xin linh nữa mới gắt chứ. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. 4. Internet bị cấm đoán trong trường học. Mấy ngày nay hệ cứ lướt YouTube, Facebook hay TikTok, bên cạnh những phút giây giải trí là tôi lại thấy thương cho người dân Triều Tiên. Bởi họ đâu có được giải trí thả ga như chúng ta, khi mà thứ tiện ích thông dụng nhất trong cuộc sống thì cũng bị cấm đoán. Theo đó, tại Triều Tiên, chỉ có những người quyền lực thì mới được sử dụng Internet mà thôi. Còn trong trường học, các máy tính sẽ được cài đặt để chỉ cho phép học sinh truy cập vào khoảng 5.500 trang web nội bộ, phục vụ công việc học tập mà thôi. Chặt chẽ hơn nữa khi mà những thiết bị di động cá nhân của học sinh cũng không truy cập được những trang web nội bộ. Giờ mà các bác đi hỏi học sinh Triều Tiên xem Wi-Fi là gì thì đảm bảo mướt mùa cũng không hề có câu trả lời. Bởi vì các máy tính bảng Trung Quốc sản xuất ở Triều Tiên đều không hề có module Wi-Fi hoặc là Bluetooth. Cuối cùng thì đó chính là sự thật. Tất cả học sinh bất kể nam hay nữ sau khi học xong đều phải nhập ngũ. 5 năm đi Mỹ em chờ, 2 năm đi lính, em lờ anh luôn. Đây hẳn là nỗi lòng thầm kín của thanh niên đến tuổi nhập ngũ ở xứ sở Đông Lào, phải không nào? Thế nhưng mà yên tâm đi, vì mọi thứ chúng ta đang được hưởng vẫn còn ok là chán so với quy định nhập ngũ tại Triều Tiên. Thật vậy, tại đất nước của ông Kim Jong-un, các chàng trai sẽ phải hỏi người yêu của mình rằng: anh đi nghĩa vụ 10 năm, em có đợi được hay không? Còn các cô gái sẽ nhẹ nhàng đáp lại: em cũng phải đi 7 năm, chứ có kém cạnh gì anh đâu. Sốc lắm phải không nào? Theo đó thì 100% học sinh sau khi tốt nghiệp đều phải phụng sự Tổ quốc bằng cách nhập ngũ. Nam thì sẽ làm anh chiến sĩ trong 10 năm, còn nữ thì cũng sẽ là cô bộ đội trong suốt 7 năm dài. Không chỉ vậy, điều kiện sống bên trong quân ngũ còn được cho là cực kỳ là thiếu thốn. Đặc biệt là thiếu ăn, khi ở mỗi bữa của họ chỉ bao gồm vài ba củ khoai tây. Thậm chí ở đôi khi họ còn phải nhồi ngô với cơm nữa để mà chống lại cơn đói. Điều này khiến các chiến sĩ ở Triều Tiên nom qua có vẻ xanh xao và gầy gò hơn hẳn quân đội nước khác. Tuy rằng họ thường xuyên được cho về nhà, thế nhưng tuyệt nhiên không phải để đoàn tụ gia đình, mà là để ăn lấy lại sức rồi nhanh chóng trở lại quân ngũ mà phụng sự Tổ quốc. Vậy là video này đến đây đã kết thúc mất rồi. Bạn có suy nghĩ gì về cuộc sống của học sinh cũng như người dân ở Triều Tiên? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Taka Channel.